Chào mừng cô chú, quý anh chị cùng toàn thể khán giả thân yêu của Showroom Sài Gòn Ca đã quay trở lại với những video ngày hôm nay. Và em là Như Quỳnh ạ. Showroom Sài Gòn Ca chúng em tự hào là một đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng, có cam kết và bảo hành bằng văn bản trong thời hạn là 6 tháng hoặc 10.000 km. Với 5 tiêu chí vàng là xe không tai nạn, xe không ngập nước, xe không đại tu động cơ hộp số, xác định nguồn gốc và năm sản xuất rõ ràng để đảm bảo cho việc mua bán và sang tên. Địa chỉ của Showroom Sài Gòn Ca chúng em nằm tại số 63, 615, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Và tại đây thì bên em có hỗ trợ khách hàng vay trả góp với lãi suất ưu đãi, giao xe tận nhà và tặng bộ rút hồ sơ gốc nha. Và ngoài việc thu mua trao đổi xe cũ đã qua sử dụng, Sài Gòn Ca chúng em còn hỗ trợ khách hàng thẩm định giá và thẩm định chất lượng xe miễn phí nhé. Trong video ngày hôm nay thì em Quỳnh sẽ lên sóng để cập nhật những sản phẩm mới về và đang có sẵn tại Showroom Sài Gòn Ca. Hy vọng là sẽ được sự đón nhận, theo dõi và ủng hộ của quý cô chú và quý anh chị ở trên kênh nhé. Em Quỳnh có Mazda CX-8 phiên bản Premium 1 cầu năm 2022, lướt chỉ có 4.900 km thôi. Em Quỳnh có Toyota Fortuner phiên bản máy dầu 1 cầu số tự động năm 2022 và có một chiếc Kia Carren với số tiền nho nhỏ và sở hữu một chiếc xe 7 chỗ nhé. Bây giờ thì sẽ khám phá chiếc Kia Carren trước đi ạ. Đây là chiếc Kia Carren số sàn năm 2011. Xe mới lăn bánh chỉ có 66.000 km thôi. Thật sự là một chiếc xe mà đã sử dụng qua 12 năm tuổi mà lăn bánh 66.000 km thì thực sự là hiếm có và khó tìm, phải không ạ? Và Kia Carren là một cái tên gọi và gần đây thì cũng được thay đổi rất nhiều về form dáng, phiên bản, mẫu thiết kế, phải không ạ? Tuy nhiên thì mong muốn mà sở hữu một chiếc xe form cũ như thế này thì hãy qua Sài Gòn Ca và gặp em Quỳnh nhé. Đi một vòng quanh xe để khám phá qua về chất liệu xe của chiếc xe này sau 12 năm sử dụng ạ. Trước này thì em Quỳnh còn chưa có rửa sơ qua để trưng bày tại cửa hàng, nhưng mà em sẽ quay luôn cái chất xe mộc cho mọi người cùng khám phá. Xe thì mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh với nước sơn là màu ghi nha. Chắc là lốp mới thay rồi tại vì là vẫn còn thấy gai lốp. Còn nếu mà lốp 12 năm mà còn gai lốp thì hơi nghe sai sai phải không quý anh chị? Một dòng 7 chỗ rất là hot của nhà Kia. Ở trước này còn tham gia cả Carren Club Việt Nam này. Logo của nhà này. Xem là chiếc xe trong tầm giá khoảng hơn 200 triệu thì chúng ta sẽ sở hữu được những gì nhá. Thứ nhất là ba hàng ghế ngồi với số ghế lên tới 7 chỗ. Đấy, sở hữu một chiếc xe khoảng hơn 200 triệu phục vụ cả nhu cầu gia đình này hoặc là đam mê về yêu thích cái mẫu xe này thì có thể nhanh tay đến Sài Gòn Ca nhá. Trước này thì vẫn sử dụng nội thất nguyên bản là ghế nỉ màu đen. Hàng ghế thứ hai rất là rộng. Trước này thì em cũng chưa có ngồi và chưa có trải nghiệm em nó. Nhưng mà trong tầm giá khoảng hơn 200 triệu em nghĩ như này là khá là phù hợp rồi. Option thì cũng tương đối này. Cửa sổ lock này. Vẫn sử dụng cái này thì không có màn. Nhưng mà với chất liệu một chiếc xe 12 năm tuổi mà lăn bánh chỉ có 66.000 km thì trước này phải nói là đẹp nhất phố quốc lộ 13 đến thời điểm hiện tại. Em Quỳnh không có cam kết bán xe rẻ nhất nhưng mà sẽ là những cái chiếc xe mà tiền nào của đấy phù hợp với túi tiền và đặc biệt là phải đảm bảo đủ các tiêu chí mà khách hàng đưa ra. Đây, ở hàng ghế đầu tiên và khoang lái của chiếc Carren thì sẽ trang bị là ghế chỉnh điện đây. Ôi, vô lăng mới vô cùng luôn. Một phần là được bảo vệ bởi bọc vô lăng, nhưng mà thật sự là những cái gì mà nó lão hóa theo thời gian thì không thể nào mà tránh được, đúng không ạ? Trước này mà rửa, chụp hình dọn rửa lên thì chắc là hot lắm. Và quay, đây chỉ là mới là quay sơ thôi nhá. Quý anh chị nào muốn quay kỹ hơn về cái chiếc xe này thì có thể liên hệ qua Zalo của em Quỳnh nhé. Đây là chiếc Kia Carren số sàn năm 2011 và đang được chào bán với mức giá là 249 triệu tại Showroom Sài Gòn Ca. 249 triệu để sở hữu ngay một mẫu 7 chỗ đến từ nhà Kia nha mọi người. Đây, và có lẽ đây là một cái siêu phẩm mà em Quỳnh rất là tự tin đứng đây và khoe với mọi người rằng là em Quỳnh đang sở hữu ngay mẫu Toyota Fortuner phiên bản máy dầu 1 cầu số tự động, xe được sản xuất và đăng ký năm 2022 với nước sơn là màu ghi vàng và nội thất là ghế da tông màu đen nhá, ghi vàng ánh đồng với màu này siêu đẹp, đẹp vô cùng tận luôn. Nếu như mà trắng ngọc trai đẹp 10 thì em đánh giá màu này đẹp 11 trên 10 bởi vì nó vừa độc lạ này. Em biết là kén khách hàng rồi, kén mạnh, nhưng mà
cũng hiếm có, khó tìm đấy phải không ạ? Và xe mới lăn bánh chỉ có 2 vạn thôi, và những cái chiếc xe đến từ nhà Toyota mà lăn bánh có 2 vạn thì quý anh chị thử tưởng tượng ra xem là cái mùi mới của em nó còn tồn tại đến xe bao nhiêu phần trăm nhá. Cùng em Quỳnh sẽ đi khám phá một vòng qua để đánh giá xem là về form dáng thiết kế của chiếc SUV cỡ lớn như thế này thì có xứng đáng trong tầm giá là hơn 1 tỷ đồng không nhá. Quá đẹp. Fortuner không có già đâu, trông rất là quyền lực khi mà lái chiếc xe này. Đây, cái hàng ghế thứ ba khi mà mở lên thì sẽ tạo một cái khoảng cốp như này nha mọi người. Nội thất là ghế da cao cấp với tông màu đen và dập chỉ nổi là màu trắng. Đây, các con ốc là nguyên zin nguyên bản, xuồng chỉ là nguyên zin nguyên bản, không hề mất đi một ly nào cả. Mới quá, mà lái con này thì bao phê luôn. Em không hề nói điều mà cái chiếc này thì trong tháng này bán cũng rất là nhiều rồi và cũng rất là mát tay khi cung cấp Fortuner ra thị trường cho mọi người. Đây, xe thì mới về, chiếc này thì cũng chưa có dọn rửa gì cả, mới lấy về ở Bình Thạnh nhá, để cho mọi người cùng khám phá. Thiết kế bệ lên xuống hầm hố này. Đây là cái phần lốp của chiếc Fortuner nhà em Quỳnh. Đây là lốp nguyên bản nha. Ở hàng ghế đầu tiên thì sẽ trang bị là ghế điện. Thực ra thì chúng ta không quá bất ngờ đối với cả một chiếc xe khoảng hơn 1 tỷ đồng mà lại sử dụng phanh tay cơ. Bởi vì những cái chiếc xe đến từ nhà Toyota, kể cả cái hãng xe cao cấp như là Land Cruiser này hay Land Cruiser Prado thì vẫn luôn luôn giữ là phanh tay cơ thôi, bởi vì luyện văn võ song toàn cho mọi người nhé. Chiếc này thì quá mới rồi, chắc lại quay cho mọi người thòm thèm một tí thôi là được rồi. Đẹp không ạ? Thực ra là chiếc này chưa có rửa đâu mà bản thân em Quỳnh còn phải ồ lên là tại sao có một chiếc xe đẹp như vậy. Và khi mà lái thử em nó thì còn sướng hơn nữa. Đây là chiếc Toyota Fortuner phiên bản máy dầu một cầu số tự động, xe lực sản xuất và đăng ký năm 2022. Lăn bánh là 25.000 km nhau và đang được chào bán với mức giá là 1 tỷ 030 triệu tại showroom Sài Gòn K. 1 tỷ 030 triệu mẫu xe này thôi ạ. Đây, bên này có CX8. Đây cũng là một chiếc 7 chỗ của nhà Mazda nha quý anh chị, cũng rất là hot. Và chiếc xe nhà em Quỳnh thì mới lăn bánh chỉ có 4.900 km thôi. Em nhắc qua thông tin và giá bán nhé. Đây là chiếc Mazda CX-8 phiên bản Premium một cầu năm 2022. Lăn bánh là 4.900 km với nước sơn là màu trắng và nội thất là ghế da tông màu đen. Ấy, quý anh chị cùng em ngắm qua thiết kế về cụm đèn ca lăng cảm biến trước sau và thiết kế logo của nhà Mazda nhé. Nói thật là những cái chiếc xe của nhà Mazda thì vừa bền bỉ, vừa tiết kiệm nhiên liệu và cái công nghệ option ở trên xe thì cũng rất là nhiều. Và đặc biệt ở trong chiếc xe mà khoảng hơn 900 triệu như thế này. Một vòng quanh xe là xem là có thiết kế ấn tượng gì không, có giống với cả Mazda CX-5 không và có xứng đáng để chúng ta lựa chọn không nhé. Đây là phiên bản Premium một cầu nha mọi người. Đây là phần cốp của chiếc Mazda CX-8 nhà em Quỳnh. Xe thì trang bị nội thất là ghế da tông màu đen và có bộ trải thảm sàn, nên nó thật là chủ xe rất là giữ gìn từ mới thiết kế một cái bộ như thế này. Nóc rất là mới. Cái này tại vì sao mà em Quỳnh nói lóc mới, bởi vì quý anh chị cứ thử tưởng tượng là cái đầu của mình khi mà chạm cái trần như thế này này, càng ma sát nhiều thì nó sẽ tạo ra cái độ xù. Nên là đấy là những cái chi tiết quá đơn giản để chúng ta nhận ra xem là một chiếc xe lướt hay không lướt và có chạy nhiều km không nhỉ. Em Quỳnh sẽ trải nghiệm trên khoang lái của chiếc Mazda CX-8 đấy ạ. Tập làm người giàu thôi chứ thực ra em Quỳnh cũng không có đủ tiền để cầm lái chiếc này đâu. Chiếc xe nhà em Quỳnh thì sẽ có hệ thống đèn nổ start stop này, có ghế điện, có vị trí nhớ ghế, có màn hình cảm ứng kết nối Bluetooth, AirPods, Android và màn hình VietMap để tiện trong quá trình di chuyển. Phanh tay điện tử, chế độ lái Sport này. Đây là cái khử mùi của xe. Da thì toàn bộ là da cao cấp và hệ thống giải trí là loa Bose nha. Ôi đẹp quá. Đẹp. 956 triệu để sở hữu chiếc xe đây, có cửa sổ lock nữa.
Đấy, cùng rất nhiều tính năng an toàn ở trên chiếc xe này. Nói chung là nó rất luxury và rất cao cấp nha mọi người. Em Quỳnh chỉ tập làm người giàu thôi, còn em Quỳnh vẫn quay về miệt mài bán xe cho mọi người, để quý anh chị có thể tham khảo và chiêm ngưỡng các chiếc xe mà đang có sẵn tại showroom Sài Gòn Car nhá. Chiếc này là Mazda CX-8 mọi người. Mazda CX-8 phiên bản Premium sẽ được sản xuất và đăng ký năm 2022. Lăn bánh là 4.900 km và đang được chào bán với mức giá là 956 triệu nha. 956 triệu mẫu xe này. Bây giờ thì sẽ là chuyên mục báo giá những sản phẩm mà đang có sẵn tại cửa hàng chúng em. Em có một chiếc Toyota Vios bản EMT năm 2019 form mới, với lớp sơn là màu bạc và nội thất là ghế da tông màu kem. Xe lăn bánh là 70.000 km, có lịch sử bảo hành bảo dưỡng đầy đủ trong hệ thống của Toyota. Đây là một chiếc xe phải nói là cây hái ra tiền của anh em dịch vụ, phải không ạ? Và đến thời điểm hiện tại thì Vios vẫn luôn giữ cho mình một cái vị thế ở trong thị trường ô tô. Và với mức giá là 355 triệu nha, em Quỳnh đã hạ giá để cho có thể phù hợp với cả thị trường rồi. 355 triệu để sở hữu ngay Toyota Vios bản EMT năm 2019. Lăn bánh là 70.000 km ạ. 355 triệu nha. Bên này là i10, Hyundai Grand i10 số sàn năm 2022, form dáng là hatchback nhỏ gọn nhá, form mới này, logo mới cùng rất nhiều tính năng công nghệ mà trong tầm giá chỉ khoảng hơn 300 triệu một chút thôi. Chúng ta sở hữu ngay một chiếc xe có tích hợp lên là cam hành trình này, tích hợp gương chiếu hậu, màn hình cảm ứng, có cam lùi, đèn nổ startup, cảm biến phía sau. Và với mức giá là 335 triệu nhá. Và đặc biệt ở trên chiếc xe nhà em Quỳnh thì mới lăn bánh chỉ có 4.000 km. Lên chất sơn zin là 100% theo xe. Chất lốp là nguyên dàn theo xe sơ cua chia hạ nha mọi người. 335 triệu có hỗ trợ trả góp ngân hàng nhá. Trong này thì còn rất là nhiều mẫu xe đang chờ đón mọi người trong video ngày hôm nay ạ. Bên này em có một cặp Toyota Cross. Đây là một cái mẫu 5 chỗ gầm cao của nhà Toyota mà phải nói là đẹp, đạt rất nhiều tiêu chí. Và thực ra thì có một cái mức giá bán mà phải nói là cũng khá là cao so với cả mặt bằng chung nha. Em Quỳnh có một chiếc Cross bản V và một chiếc bản Cross bản HB nhá. Chiếc xe mà em Quỳnh đang đứng cạnh là Toyota Kona Cross bản V năm 2021. Lăn bánh là 13.000 km với lớp sơn là màu đỏ và nội thất là ghế da tông màu đen. Xe mua mới một chủ từ đầu, chưa một vết xước, lịch sử bảo hành bảo dưỡng là cầm tay nhá. Có đầy đủ hai bảo hiểm trong xe và trên xe thì trang bị rất nhiều tính năng công nghệ cao cấp hơn nhiều so với cả bản G và tính năng an toàn theo xe nhá. Mức giá để trải nghiệm và sở hữu mẫu Toyota Kona Cross bản V năm 2021 tại showroom chúng em là 755 triệu nhá. 755 triệu để sở hữu ngay Cross bản V năm 2021 ạ. Xe này tự tin giao xe đến 63 tỉnh thành ở trên toàn quốc. Và nếu như mà không thích bản V mà muốn bản cao cấp hơn thì em sẽ có một mẫu Toyota Kona Cross bản HB, hay còn gọi là bản Hybrid, bản xăng lai điện, sẽ được sản xuất và đăng ký năm 2020. Cũng trang bị là lớp sơn màu đỏ và nội thất là ghế da tông màu đen. Xe nhà em Quỳnh thì đã lăn bánh là 50.000 km và đang được chào bán mức giá là 775 triệu nhá. Trước bản Hybrid này thì có một cái ưu điểm là rất tiết kiệm nhiên liệu. Nếu như quý anh chị đi từ đây đến Vũng Tàu chỉ mất khoảng 70.000 tiền xăng thôi nha. 775 triệu sở hữu ngay Cross bản Hybrid năm 2020 ạ. Trong những cái video như thế này thì em Quỳnh sẽ quay báo giá cơ bản. Quý anh chị nào đang quan tâm về một sản phẩm có thể liên hệ qua Zalo để em Quỳnh hỗ trợ nhiều hơn nhé. Đây em Quỳnh có một chiếc xe nằm trong phân khúc MPV, có số ghế lên tới 7 chỗ ngồi, phải gọi là chiến thần doanh số thời điểm năm 2022. Đó chính là chiếc Mitsubishi Xpander. Đây là chiếc xe phiên bản Premium sẽ được sản xuất và đăng ký năm 2022. Thiết kế đèn mới này, ca lăng mới cùng rất nhiều tính năng thông minh, phải kể đến như màn hình cảm ứng, nội thất ghế da, phanh tay điện tử. Rất là nâng cấp hơn rất nhiều so với cả phiên bản tiền nhiệm mà có mức giá thì khá là bình ổn. 595 triệu nhá. Đây là mẫu xe Mitsubishi Xpander phiên bản Pre năm 2022, chỉ chào bán với mức giá là 595 triệu thôi nha quý anh chị. Trong này thì em có Mazda BT50, em sẽ báo giá nhanh nhá. Đọc qua thông tin này, đây là chiếc Mazda BT50 số sàn năm 2021,
Form mới thiết kế của năm 2022 sẽ lăn bánh 30.000 km tương đương với cả 3 vạn nhé. Với lớp sơn là màu đỏ đô và nội thất là ghế nỉ tông màu đen. Đang được chào bán với mức giá rất yêu thương, cắt lỗ cho quý anh chị này. Còn lãi tình cảm thôi 458 triệu nha. 458 triệu sở hữu ngay mẫu bán tải như thế này, có hỗ trợ trả góp ngân hàng ạ. Bên này là một chiếc Toyota Innova chưa đủ duyên với cả Sài Gòn Ka đây. Nên là em Quỳnh cũng muốn gửi cắm đến chủ xe nào mà đang tìm kiếm và yêu thích dòng này. Toyota Innova số sàn năm 2021 phiên bản 2.0e xe lăn bánh 36.000 km với lớp sơn là màu trắng và nội thất là ghế da tông màu đen nhé. Xe này thì đang được không phải chào bán đâu mà là em Quỳnh rất là mong muốn bán tới tay người tiêu dùng với mức giá là 575 triệu. Bởi vì trên thị trường không có giá dưới 600 triệu ở trên chiếc xe này đâu. 575 triệu sở hữu ngay Innova số sàn năm 2021 nha mọi người. Chiếc xe này mới có giá là 1 tỷ đồng cơ. Có một chiếc xe nữa, đó chính là chiếc Xpander năm 2021. Đây là chiếc Mitsubishi Xpander số tự động năm 2021 với lớp sơn là màu trắng và nội thất là ghế da tông màu đen. Xe nhà em Quỳnh thì lăn bánh là 46.000 km mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc này thì rẻ hơn rất nhiều so với cả phiên bản năm 2022 bởi vì là chưa nâng cấp và chỉ trong tầm giá khoảng 525 triệu thôi nhé. Em Quỳnh đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 525 triệu tại showroom Sài Gòn Ka và có hỗ trợ trả góp lên tới 65% nha. Đây, chiếc này chưa có dọn, chiếc này phải đánh bóng lại thì trông nó mới sáng sủa được. Và trong sáng ngày hôm nay thì cũng bàn giao được chiếc Toyota Veloz Cross phiên bản CVT màu trắng. Nên là còn duy nhất một chiếc Toyota Kona, sorry mọi người nhé, xin lỗi. Em nhầm với các bạn chiếc Cross, đây là chiếc Toyota Veloz Cross. Nhà em Quỳnh đang đứng cạnh mẫu Veloz Cross phiên bản CVT năm 2022. Lớp sơn là màu đen và nội thất là ghế da tông màu đen. Xe lăn bánh chỉ có 22.000 km thôi. Mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh. Sơn zin là 95% theo xe. Chất lốp là nguyên dàn theo xe. Sơ cua chi hạ có phụ kiện đồ ngày đầy đủ nhé. Chào bán với mức giá là 588 triệu cho quý anh chị. Đối thủ cạnh nặng ký, trực tiếp cạnh tranh với cả Xpander 19110 đấy nhá, mà giá chỉ có 588 triệu thôi. Trong này thì em còn một chiếc Mazda CX-5. Đây là chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.0 năm 2016 với lớp sơn là màu nâu và nội thất là ghế da tông màu đen. Xe nhà em Quỳnh thì đã lăn bánh là 67.000 km nha mọi người. Rất là dễ dàng để sở hữu chiếc Mazda CX-5 đến thời điểm hiện tại chỉ trong tầm giá chưa tới 500 triệu nhá. Chiếc này em Quỳnh sẽ bán tới tay người tiêu dùng với mức giá là 490 triệu. 490 triệu để sở hữu ngay Mazda CX-5 phiên bản 2.0 năm 2016 nha mọi người. Chiếc này vẫn còn hỗ trợ trả góp ngân hàng được nên là quý anh chị có thể linh động nhá. Em Quỳnh sẽ có những cái ngân hàng để hỗ trợ mọi người. Cuối năm rồi nên là ở Sài Gòn Ka thì đang có rất nhiều ưu đãi và rất nhiều cái phần đặc biệt là linh động về phần giá cho mọi người để có thể dễ dàng sở hữu và trải nghiệm những mẫu xe mà mình yêu thích. Nếu như quý anh chị đang quan tâm đến các dòng xe đã qua sử dụng hoặc đang có nhu cầu tư vấn những vấn đề liên quan đến xe thì đừng ngần ngại liên lạc cho em Quỳnh qua số điện thoại là 0823072222 hoặc đến địa chỉ là số 63 615 quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước thành phố Thủ Đức để bên em có thể tư vấn và hỗ trợ với đội ngũ nhân viên rất giàu kinh nghiệm nha mọi người. Và đừng ngần ngại bỏ ra một ít phút đăng ký kênh Showroom Sài Gòn Ka, like và follow đội ngũ của em Quỳnh để em Quỳnh có nhiều động lực ra nhiều video hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Walking away, I don't wanna run it, 'cause I wanted to stay.